Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Củi thực hiện chiến thuật biển người, Tổng Trọng đầu hàng. Trong chăn thì mới biết chăn có giận. Có là người Cộng sản tham gia vào các nhóm lợi ích đấu đá lẫn nhau trong đảng thì mới hiểu được mục đích của người Cộng sản. Chính ông Nguyễn Sinh Hùng khi còn là Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam đã phát biểu rằng kỷ luật hết, lấy ai để làm việc. Tuy nhiên sau đó ông Nguyễn Phú Trọng lại cho rằng không lo thiếu người làm việc, vì vậy ông tiếp tục đốt lò mạnh hơn. Ngành đăng kiểm của Việt Nam đang cạn người. Vụ án Cục Đăng Kiểm là minh chứng cho lời nói của ông Nguyễn Sinh Hùng. Hiện nay ngành đăng kiểm khủng hoảng nhân sự rất nghiêm trọng. Nhiều xe xếp hàng trong nhiều ngày mà không thể nào đăng kiểm được. Trong khi đó các vụ án khác như vụ Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu vân vân đã làm cho cả bộ máy nhà nước tê liệt, quan chức không dám làm việc vì sợ bị sai, sợ bị ném vào lò. Điều này kéo theo nhiều chính sách không thể triển khai vì xảy ra tình trạng trên bảo dưới không nghe. Sự thật thì việc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng chỉ là lấy đi vài hạt cát trong sa mạc mà thôi. Dù muốn hay không, ông Trọng vẫn không thể nào đốt được hết củi. Cho nên phần còn lại cũng cứ tham nhũng như không có chuyện gì xảy ra. Bởi tham nhũng của thời nay không phải là việc của cá nhân mà là việc của tổ chức. Tổ chức đó là nhóm lợi ích. Trong nhóm lợi ích đấy người ta bao che cho nhau từ trung ương cho đến địa phương. Vụ án công ty Thăng Long, Thiếu tướng Phạm Bá Hiển mới đây là hình ảnh về tham nhũng có hệ thống trong quân đội. Ông Phạm Bá Hiển ban đầu thành lập công ty để mà làm ăn buôn bán, rồi sau đó liên kết với Bộ Quốc phòng và cuối cùng sát nhập doanh nghiệp này vào Bộ Quốc phòng. Khi đã trở thành một doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng, người của Bộ Quốc phòng nếu sai phạm sẽ do tòa án quân sự xét xử, chứ không phải là tòa án dân sự xét xử như các vụ án thông thường khác. Ông Nguyễn Phú Trọng không đánh giá đúng với thực tế. Bộ Quốc phòng là một lãnh địa riêng. Trước đây, con trai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh là Đại tá Phùng Quang Hải làm giám đốc công ty 319 thuộc Bộ Quốc phòng. Những sai phạm của Phùng Quang Hải không ai dám động vào bởi Hải được Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bảo kê. Sau khi ông Phùng Quang Thanh xuống, đến lượt ông Ngô Xuân Lịch lên và giờ đến lượt ông Phan Văn Giang thì Bộ Quốc phòng vẫn như thế. Đây vẫn là lãnh địa của những doanh nghiệp làm ăn bất minh vì loại doanh nghiệp này có lợi thế là chỉ bị tòa án quân sự xử lý mà thôi. Ông Nguyễn Phú Trọng nói là chống tham nhũng không có vùng cấm, nhưng thực tế hệ thống này tạo ra rất nhiều vùng cấm. Trong các vùng cấm đó, tham nhũng mọc lên như nấm sau mưa mà không ai có thể dọn được những đống rác đấy. Việc chống tham nhũng của ông Trọng đã làm cho nhiều người run sợ. Tuy nhiên, đấy chỉ là những người yếu thế trong bộ máy của chính quyền. Họ không có chỗ ẩn nấp an toàn nên họ sợ gió. Còn những người như Tô Long, con trai ông Tô Lâm thì sợ gì ai đấy? Công việc kinh tài của nhà họ Tô vẫn được giao cho Tô Long mà không ai dám động chạm đến cậu ấm này. Có những bộ máy tham nhũng hoạt động rất mạnh, mỗi cá nhân là một mắt xích nên không ai có thể dừng bộ máy. Một khi đã ăn thì phải tiếp tục ăn, không thể ra khỏi nhóm. Vì thế dù ông Trọng có ra tay chống thế nào đi chăng nữa thì quân tham nhũng như biển người vậy, lớp trước bị hạ thì lớp sau lại ào lên thay thế. Vậy nên đảng càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng trở nên dữ dội. Vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng bằng cách nào đây? Nếu ông chống hết thì có lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam diệt vong mất. Ông Nguyễn Sinh Hùng từng nói rằng cách trước hết thì lấy ai làm việc bây giờ. Có thể nói rằng ao ước diệt sạch tham nhũng chỉ là ao ước viển vông của Nguyễn Phú Trọng, sẽ không có cái lò nào có thể đốt hết cho được cây củi. Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đốt lò, ông sẽ đốt cho đến khi ông chỉ còn hơi thở cuối cùng. Nhưng dù ông có đốt đến ông hết thở thì tham nhũng vẫn cứ tiếp diễn, không thể có một Đảng Cộng sản trong sạch hơn sau đời ông Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Củi thực hiện chiến thuật biển người, Tổng Trọng đầu hàng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin EVN thòng lọng thít cổ nền kinh tế, giờ đến lúc thịt ổ EVN. Có thể nói doanh nghiệp nhà nước được chính quyền bảo vệ bằng hình thức độc quyền đang đi vào thời kỳ phá hoại khủng khiếp. Ngành điện của Việt Nam đang tàn phá hai đầu. Một đầu là chính EVN đang giết chết ngành năng lượng sạch và ưu tiên cho điện than. Đầu kia cũng chính EVN gây ra cảnh khan hiếm điện nghiêm trọng trên toàn quốc, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống dân sinh và hoạt động kinh tế sản xuất của Việt Nam. Vì được cưng chiều quá mức nên dường như EVN không còn biết họ có trách nhiệm đảm bảo an ninh năng lượng cho nền kinh tế. EVN liên tục than lỗ và đòi tăng giá điện, trong khi đó các công ty con có hàng chục ngàn tỷ gửi ngân hàng. Điều này cho thấy EVN đang tư túi hơn là thực hiện trách nhiệm đảm bảo nguồn điện cho nền kinh tế của đất nước. Vấn đề này đã được dư luận xã hội phản ánh bao nhiêu năm nay, nhưng không hiểu sao Đảng Cộng sản không chấn chỉnh. EVN gây tác hại khủng khiếp cho nền kinh tế của Việt Nam. Cái gọi là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một thứ thể chế kinh tế lai căng, cố giữ lại những tàn dư của nền kinh tế tập trung bao cấp. Trong thời gian bao cấp, kinh tế quốc doanh và kinh tế hợp tác xã do nhà nước quản lý và những doanh nghiệp quốc doanh độc quyền tất cả các mặt hàng. Các nước dân chủ đã tìm cách đưa luật chống độc quyền vào hệ thống luật pháp của mình để tránh cho nền kinh tế bị thoái hóa do tình trạng độc quyền gây ra. Nhờ đó mà nền kinh tế của họ mới phát triển lên được. Vậy mà Đảng Cộng sản đã đi mót lại tàn dư tệ hại nhất của nền kinh tế tư bản hoang dã, đem áp dụng vào Việt Nam. Cho tới nay, người dân Việt Nam đã và đang gánh quá nhiều hậu quả từ nền kinh tế độc quyền của Đảng Cộng sản. EVN đã và đang vỗ béo rất nhiều quan chức của ngành điện. Hiện nay, ông nhọt EVN đã đến lúc phải giải phẫu. Mới đây, đồng loạt các tờ báo quốc doanh đã lên tiếng về sai phạm của EVN. Điều này cho thấy đang có tín hiệu từ Trung ương, mà đặc biệt là từ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Được biết, EVN trực thuộc Bộ Công Thương quản lý, cho nên cũng thuộc quyền quản lý của chính phủ. Những dây mờ dễ má của doanh nghiệp này kéo dài từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng đến ông Nguyễn Xuân Phúc và một phần của nhiệm kỳ ông Phạm Minh Chính. Ông Dương Quang Thành đã phải tháo chạy từ ngày 1 tháng 5. Như vậy, từ đầu năm 2022 cho đến nay, trong chính sách của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang nổi lên nhiều đại án lớn. Thứ nhất là Việt Á, thứ nhì là chuyến bay giải cứu, thứ ba là vụ IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thứ tư là vụ cục đăng kiểm và rất có khả năng giờ đây sẽ có thêm đại án EVN. Thực tế, muốn loại bỏ tiêu cực ngành điện thì trước hết phải xóa bỏ cơ chế độc quyền dành riêng cho EVN. Tuy nhiên, việc phát động chiến dịch đánh vào EVN kỳ này có vẻ như là do đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản. Nhóm không ăn đang đánh nhóm ăn đậm. Nếu thật tình muốn cho nền kinh tế đất nước không bị gặp khó vì thiếu điện, thì cần phải loại bỏ vai trò độc quyền của EVN, rồi sau đó mới hốt những quan chức ngành điện nhúng chàm để mà trừng trị. Nhiều tờ báo đồng loạt đánh nhóm lợi ích EVN. Trò chơi chính trị là những trò trí trá, mị dân. Đảng Cộng sản là một đảng bảo thủ, tham lam, nên nó không bao giờ chịu thay đổi thể chế chính trị, mặc dù nó đã hoàn toàn mục nát. Ngoài việc không chịu thay đổi thể chế chính trị, thì Đảng Cộng sản cũng rất ù lì, không chịu thay đổi thể chế kinh tế. Bởi họ không dám thực hiện thay đổi, vì họ biết năng lực quản lý đất nước cũng như quản lý ngành của Cộng sản rất tệ. Người ta cũng từng nói những gì Cộng sản không quản được thì họ sẽ cấm tiệt. Họ cấm vì họ bảo thủ, họ cấm vì họ biết họ không có năng lực. Với đất nước 100 triệu dân giờ đây, Đảng Cộng sản đang bộc lộ sự bất lực của họ. Nếu rời khỏi cây súng, Đảng Cộng sản không biết làm gì để ổn định lòng dân. Và thực tế, họ vẫn quyết duy trì bạo lực với dân, dù lúc này đã là thời kỳ của hội nhập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình với bản tin EVN thòng lọng thít cổ nền kinh tế, giờ đến lúc thịt ổ EVN. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de